Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, mọi thứ đều có thể số hóa. Thay vì đi ra trung tâm thương mại để mua sắm, thì người ta có thể dễ dàng đặt hàng qua mạng. Thay vì ra rạp chiếu phim, người ta có thể dễ dàng xem nhiều những bộ phim khác nhau trên các nền tảng trực tuyến. Thay vì gặp mặt trực tiếp một ai đó, nói chuyện và bắt đầu một mối quan hệ, thì người ta có thể chọn lựa những đối tượng mà mình muốn tiếp cận trên những ứng dụng hẹn hò. Những điều trên không phải là xấu, nó là dấu hiệu cho một sự phát triển mạnh về công nghệ. Nhưng như là một con dao hai lưỡi, cái gì cũng có hai mặt của nó. Bộ quần áo đặt qua mạng có thể không vừa vặn như đi thử ở ngoài hàng. Bộ phim xem qua mạng, trải nghiệm về hình ảnh và âm thanh có thể không được chất lượng như ngoài rạp. Và đối tượng mà mình chọn để hẹn hò qua mạng có thể không phải là một người tốt. Xin chào, lại là tôi đây. Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của Grace Millane, một cô gái xấu số đã gặp phải một kết cục thảm thương sau khi gặp mặt bạn trai qua mạng của mình. Grace Emmy Rose Millane sinh ngày 2 tháng 12 năm 1996 tại Wickford, Essex. Cô là một người hòa đồng, sôi nổi, yêu những thứ nghệ thuật và có một bộ não sáng tạo. Sau khi tốt nghiệp Đại học Lincoln với bằng cử nhân ngành quảng cáo và tiếp thị, cô đã quyết định có một chuyến phiêu lưu dài ngày để xả hơi. Là một cô gái được những người xung quanh nhận xét là giàu lòng nhân ái, trước khi bắt đầu chuyến đi của mình, Grace đã cắt đi mái tóc dài để đi hiến tặng làm những bộ tóc giả cho những bé gái bị mắc bệnh ung thư. Vào tháng 10 năm 2018, Grace đã lên đường tới Peru và sau đó dành thời gian 6 tuần ở Nam Mỹ. Là một người hoạt động năng nổ trên mạng xã hội, cô hay chia sẻ những hình ảnh về chuyến hành trình của mình lên trang cá nhân, về những nơi mà cô đã ghé thăm và những người bạn mới mà mình đã gặp. Vào ngày 19 tháng 11, Grace đến New Zealand một mình. Và vào ngày 30 tháng 11, cô đã đến thành phố Auckland, ở tại một nhà trọ dành cho những du khách ba lô, tên là Base Backpackers. Đây là nơi mà cô đã quyết định có một chút thư giãn cho riêng mình và lên ứng dụng Tinder, một ứng dụng hẹn hò cực kỳ nổi tiếng hiện nay. Và một người đàn ông đã được Tinder ghép đôi với Grace, một thanh niên 26 tuổi đến từ Wellington. Cả hai đã trò chuyện với nhau qua mạng. Mới đầu thì Grace rất thận trọng với người đàn ông lạ mặt này. Nhưng sau khi anh ta nài nỉ có một cuộc hẹn hò với cô, thì cuối cùng Grace cũng đã đồng ý. Cả hai đã hẹn gặp nhau vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 12, một ngày trước sinh nhật của Grace. Vào ngày 2 tháng 12, những người thân và bạn bè của Grace đã đồng loạt gửi những tin nhắn yêu thương đến để chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng là một người năng nổ trên mạng xã hội, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ khi không có một lời hồi đáp nào từ Grace được gửi lại. Cha mẹ của cô đã cố gắng để gọi điện vào cả hai chiếc điện thoại mà Grace sở hữu. Tất cả những cuộc gọi đó đều bị đi thẳng vào hộp thư thoại. Sau vài ngày im ắng, không thể liên lạc được với con gái mình, vào ngày 5 tháng 12, họ đã quyết định liên lạc với chính quyền Auckland và một thông báo mất tích đã được đưa ra. Cảnh sát đã ngay lập tức liên lạc với phòng trọ mà Grace đang ở và những người ở đó đã nói rằng vào đêm 1 tháng 12, Grace đã không trở về phòng. Ban đầu cảnh sát đã nghĩ rằng có thể cô ấy đã quyết định ở lại với một số người bạn mới và vì một lý do nào đó mà đã không thể liên lạc được với gia đình. Nhưng suy đoán đó của họ đã nhanh chóng bị chứng minh là không đúng, khi những đoạn băng ghi hình từ rất nhiều camera quan sát từ khắp thành phố đã cho họ thấy toàn cảnh của sự việc về những gì đã xảy ra với Grace Millane. Và người đàn ông đã gặp Grace vào tối đó đã nhanh chóng được tìm thấy. Jesse Campson, 26 tuổi. Cha mẹ hắn ta đã ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ và được nuôi dạy phần lớn là bởi ông bà nội. Do tính cách kỳ lạ của mình mà Jesse bị những người ở trong gia đình ghét bỏ. Mọi người mô tả hắn là một kẻ hay nói dối, bệnh hoạn. Từ việc nói dối là họ hàng của một cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, cho đến việc nói dối là mình sắp chết vì ung thư. Hắn ta nói dối tất cả mọi người về cuộc đời của mình, từ gia đình cho đến công việc. Thường xuyên bị đuổi ra khỏi nhà thuê và mất việc do tính cách nói dối liên tục của mình. Thậm chí,
là ngay vào ngày có buổi hẹn với Grace, vào sáng hôm đó, hắn ta vừa mới bị đuổi việc xong. Và đây là những đoạn băng CCTV về những gì đã xảy ra. Vào ngày 1 tháng 12, vào khoảng 5 giờ 37 phút chiều, Grace được nhìn thấy là rời khỏi tòa nhà của mình và đi từ phố Queen tới khách sạn Sky City, nơi cả hai hẹn gặp mặt. Cặp đôi chào nhau bằng một cái ôm ngay bên ngoài tòa nhà. Và cùng nhau đi tới Andy's, một nhà hàng nướng và bar, nơi họ dành khoảng 1 tiếng rưỡi để nói chuyện và uống rượu với nhau. Sau khi xong bữa tối ở quán Andy's, khoảng 7 giờ 16 phút tối, họ đã cùng đi tới một quán bar phong cách Mexico ở khu vực Sky City. Vào khoảng 8 rưỡi tối, họ rời quán bar đó và đi đến Bluestone Room, địa điểm hẹn hò thứ 3 của cặp đôi. Ở đây, ta có thể thấy hai người bắt đầu có những cử chỉ cực kỳ thân mật với nhau. Trong một khoảng thời gian, khi Jesse đứng lên để vào nhà vệ sinh, Grace đã cầm điện thoại lên và gửi đi tin nhắn cuối cùng của mình cho một người bạn thân ở Anh. Cô nói rằng tớ với anh ta rất hợp với nhau. Và tại một thời điểm khác, khi đến lượt Grace giờ đi đến nhà vệ sinh, cô đã bỏ lại túi sách của mình ở bàn. Đây là lúc Jesse được nhìn thấy đã cầm túi của Grace lên và lục lọi những đồ vật ở bên trong. Vào khoảng 9 giờ 40 phút, cặp đôi rời đi tay trong tay dẫn nhau về khách sạn Sky City, nơi mà Jesse đang thuê bằng tiền phúc lợi từ nhà nước. Họ được nhìn thấy đang ôm nhau đi qua cánh cửa chính, bước vào thang máy và đi lên tầng 3. Đoạn video được quay trong thang máy mà bạn đang xem đây là khoảnh khắc cuối cùng mà Grace Mullane được nhìn thấy là còn sống. Sau khi xem xong những đoạn băng CCTV trên, cảnh sát biết ngay rằng người đàn ông này không ít thì nhiều cũng có dính líu tới sự biến mất của Grace Mullane. Vào ngày 6 tháng 12, Jesse đã bị cảnh sát triệu tập tới đồn để tra hỏi. Initially know that she was real. Someone uses your profile or uses your photos and pretends to be you and then meets. How does meeting in a public place sort of protect you from meeting someone who's not as good looking as? Well, there's security there. So if she wasn't who she said she was, yeah. At least in my mind I'd feel safe. Jesse khai rằng buổi hẹn ngày hôm đó đã kết thúc tốt đẹp bằng một nụ hôn trước khi cả hai ai về nhà nấy vào khoảng 10 giờ tối. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng những đoạn băng CCTV ở trên không phải là tất cả những gì mà cảnh sát có. Kế hoạch độc ác của Jesse dần được hé lộ khi từng đoạn băng an ninh được khám phá, quay lại được từng cử chỉ và hành động của hắn ta vào ngày 2 tháng 12. Vào sáng ngày 2 tháng 12, khi bạn bè và người thân đang chúc mừng sinh nhật Grace, thì họ không hề biết rằng một tên sát nhân máu lạnh cũng đang đi chuẩn bị cho buổi sinh nhật đó. Jesse được quay lại, bước ra khỏi phòng 308 một mình. Vào 8 giờ 7 phút sáng, hắn xuất hiện tại trung tâm thương mại Atrium on Elliot, sau đó đi vào cửa hàng The Warehouse Elliot Street tìm mua một chiếc vali mới toanh. Tám giờ 35 phút, hắn đi đến siêu thị Countdown Metro để mua một số đồ dùng dọn dẹp và tẩy rửa, và quay trở lại khách sạn vào 8 giờ 40 phút. Sau khi lên phòng để cất đồ đạc, vào khoảng 10 giờ 25 phút, Jesse đi thang máy xuống sảnh, bắt một chiếc taxi để đi đến một cửa hàng cho thuê xe ô tô và thuê một chiếc xe Toyota màu đỏ. Vào 4 giờ chiều cùng ngày,
Jesse đi đến quán bar Revelry để gặp gỡ một người phụ nữ khác. Cô ấy nói rằng Jesse đã rất kỳ lạ khi nói về việc chôn cất một ai đó. Với nghề nghiệp là một phóng viên, cô gái này đã nhắc đến một phiên tòa về một vụ giết người mà cô ấy đã từng tham dự. Jesse đã trả lời rằng thật là điên rồ khi một người sau khi chỉ phạm phải một sai lầm mà đã phải ngồi tù suốt phần đời còn lại. Cảm thấy thằng cha này không ổn, cô gái đó đã kết thúc cuộc hẹn sớm và rời khỏi đó. Đến 8 giờ 24 phút tối, Jesse đã xuống mượn khách sạn máy giặt thảm bằng hơi nước, nói với nhân viên lễ tân rằng mình đã làm đổ rượu vang ra thảm và muốn làm sạch nó. 9 giờ 30 phút tối, hắn ta xuống lễ tân để tiếp tục mượn lên một chiếc xe chở hành lý, cho lên đó một chiếc vali mới mua, đẩy nó ra ngoài chỗ chiếc xe thuê của mình, bê chiếc vali vào trong cốp và lái đi. Vào 6 giờ 50 phút sáng, ngày 3 tháng 12, Jesse đến một cửa hàng bán đồ cơ khí và mua một chiếc xẻng, sau đó quay trở về khách sạn vào khoảng 9 rưỡi. 9 giờ 52 phút, hắn ta lại rời đi với một túi rác đầy ự, đi ra ngoài để vứt nó vào thùng rác. Vào khoảng 9 giờ 58 phút, Jesse đến một cửa hàng giặt khô để giặt đồ và đi đến tiệm rửa xe ô tô để làm sạch cho chiếc xe cho thuê của mình. Vào 4 giờ 42 phút, chiều ngày 5 tháng 12, Jesse được nhìn thấy là đi vứt một số những đồ đạc khác vào thùng rác ở công viên Albert. Vào 8 giờ 43 phút sáng, ngày 6 tháng 12, Jesse được nhìn thấy rời khách sạn của mình và quay lại vào khoảng 2 giờ 19 phút chiều. Không hề biết rằng có những viên cảnh sát đang tìm kiếm mình ngay trong sảnh khách sạn. Ngay khi đi đến gần cửa và khoảnh khắc nhìn thấy cảnh sát thì hắn ta đã lập tức quay đầu lại và cố gắng rời khỏi đó nhưng vẫn bị phát hiện. Sau cùng thì Jesse vẫn bị giữ lại và bị đưa đến đồn cảnh sát để tra khảo thông tin. Vào lần tra khảo lần thứ hai, Jesse đã buộc phải kể chi tiết hơn về buổi hẹn vào tối hôm đó với Grace, bao gồm cả những hành động thân mật. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first it was just normal. And then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor, and then she told me to hold her throat. So I went into the shower. The light's been on in the shower. Yep. You've put a towel around you. You've turned the light off, and then you've returned to your bed and you've gone to sleep in your bed. And at that point, when you exit the shower, you don't look around, but your assumption from the silence. I thought that she'd gone. I thought she had left. Jesse nói rằng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hắn ta đã thấy Grace nằm bất động dưới sàn nhà và không còn thở nữa. Và chỗ hành động xóa dấu vết sau đó là do hắn ta đã quá sốc và sợ hãi về việc bị phát hiện có dính líu tới cái chết của Grace. Cho đến lúc này thì hắn vẫn từ chối mọi cáo buộc về tội lỗi của mình. Sau khi bị chính thức buộc tội, các điều tra viên đã lục soát điện thoại của Jesse và tìm ra những dấu vết chìa khóa trong vụ án này. Ở trong điện thoại của hắn ta là những bức ảnh chụp Grace đang nằm bất động, thậm chí là hắn đã chỉnh dáng cho cơ thể của cô ấy để có được tấm ảnh mà mình muốn. Thằng này còn ngu đến mức không xóa lịch sử duyệt web khi đã bị lộ ra tìm kiếm những thứ sau: những con chim ăn thịt, trứng co cứng tử thi, địa điểm mua túi to ở gần đây, và quan trọng nhất là Waitakere Ranges, một công viên ở khu vực miền núi phía tây Auckland. Dựa vào tín hiệu GPS của Jesse, những manh mối trong các đoạn CCTV và lịch sử tìm kiếm mạng, cảnh sát đã đến công viên Waitakere Ranges, được tìm thấy ở đó, chôn vùi dưới một bụi cây. Họ đã tìm thấy chiếc vali mới mà Jesse mua hôm trước đó, và ở bên trong là Grace Mullane. Khám nghiệm tử thi đã kết luận rằng nguyên nhân cái chết của cô là do bị làm tắc thở. Theo các công tố viên thì phương pháp này phải mất ít nhất là 5 đến 10 phút mới có thể thực hiện được. Dựa vào các tin nhắn khác của Jesse trên Tinder với những bạn hẹn khác, ta biết thêm được rằng sở thích của hắn ta bao gồm ăn, đàn áp người khác và bóp cổ. Trong phiên tòa tháng 11 năm 2019,
đồ luật sư của Jesse đã cố gắng để bào chữa cho hắn ta theo chiều hướng rằng đã có một sự cố xảy ra trong một tình huống mà cả hai đều đồng ý. Lý luận của bọn này hầu hết là muốn đổ lỗi cho Grace, victim blaming, một trong những trò mèo mà tôi ghét nhất. Đến cuối cùng thì Jesse Kempson đã bị kết án tù chung thân với tối thiểu 17 năm tù với tội sát hại Grace Mullane. Sau đó, hắn ta còn cả gan to tiếng với thẩm phán rằng ông ấy không có lý do gì để kết tội hắn cả, rằng hắn không thể đợi đến phiên tòa phúc thẩm để có thể thoát ra khỏi đây. Và các bạn có thể đoán được kết cục của thằng ngu này rồi đấy. Đơn kháng cáo của hắn đã bị từ chối, thậm chí là phải nhận thêm 11 năm tù nữa sau khi hai người phụ nữ khác đã khai báo rằng Jesse đã từng xâm hại tình dục họ trong quá khứ. Một cái kết đáng đời cho một tên sát nhân máu lạnh. Và một cái kết không thể buồn hơn nữa của gia đình Mullane khi vào tháng 11 năm 2020, bố của Grace là David Mullane đã qua đời với căn bệnh ung thư. Nhưng ít nhất thì ông ấy cũng đã ra đi sau khi chứng kiến kẻ đã giết con gái mình phải sống phần đời còn lại ở trong tù. Video đến đây là hết rồi. Nếu thích nó thì hãy ấn vào nút like và subscribe nhé. Cảm ơn vì đã đón xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.